Vâng, Minh Dương xin kính chào quý vị và các bạn yêu sinh vật cảnh và cây cảnh nghệ thuật nói riêng. Hôm nay Minh Dương rất vinh dự được về đây để tham dự kỷ niệm 10 năm câu lạc bộ Hoàng Long thành tổ chức câu lạc bộ Hoàng Long Thanh Hóa kỷ niệm 10 năm. Hôm nay tổ chức buổi triển lãm sinh vật cảnh. Nhân cái cơ hội này mình dự khái quát sơ và chia sẻ cho mọi người được biết những hình ảnh trong triển lãm. Ta nhìn từ trên cao tổng thể của không gian triển lãm, ta thấy không gian tuy rằng không lớn nhưng mà câu lạc bộ đã tổ chức sắp xếp bố trí rất bài bản và khoa học, tạo tô điểm thêm cho các tác phẩm đẹp lên rất nhiều. Các đường ít được trải thảm cùng các phòng để trước các tác phẩm phòng trắng rất đẹp, tạo cho các tác phẩm tô điểm thêm vẻ đẹp của tác phẩm. Tổng thể không gian rất hài hòa. Vâng, tiếp đón các vị khách quý. Đây là cổng đi vào và các anh em trong câu lạc bộ đã rất nhiệt tình tiếp đón các vị khách quý về đây tham dự. Không gian xung quanh là vô số các tác phẩm tuyệt vời, các tác phẩm mang dấu ấn của rất là nhiều tác giả. Về cơ bản năm nay các tác phẩm về đây cũng được sàng lọc rất kỹ và được các tỉnh quy tụ về đây để dự triển lãm. Và những tác phẩm về đây là tác phẩm tầm phóng sự Vinh Nguyễn chung. Cây nào cũng phải quay. Đây là rất tốt. Cảm ơn bác.